Giuse. Hôm nay anh chị em phong trào của Silo Phúc Hưng tổ chức đại hội UJA kỷ niệm 10 năm thành lập. Hiện diện trong ngày đại hội hôm nay, chúng con được hân hoan đón tiếp Đức Cha. Và bởi vì sinh hoạt phong trào của Silo rất đặc thù, có nghĩa là trước khi bắt đầu thì đại hội thường thường khởi sự là cuộc gặp gỡ anh chị em với nhau. Và sau những cuộc gặp gỡ như vậy, rồi chúng con có những chia sẻ chứng nhân trong đời sống của Silista của ngày thứ tư. Và sau ngày chia sẻ này, giờ đây chúng con mới có cơ hội được đón tiếp Đức Cha. Chúng con hân hoan đón chào Đức Cha. Cảm kính Đức Cha Giuse, ngày đại hội hôm nay chúng con cũng được đón tiếp các anh chị em đại diện trong văn phòng điều hành quốc gia Việt Nam, đại diện các văn phòng điều hành ở Sài Gòn, Ba Mươi Chùa, Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Thơ, Xuân Lộc, những người đã đến để tham dự và chia sẻ niềm vui với chúng con, và chúng con hân hoan đón chào. Thưa Đức Cha, phong trào của chúng con, phong trào của CEO tại Phú Cường đã được 10 năm với sự khai sinh của Đức Cha Phêrô và được Đức Cha Giuse chăm nom nuôi dưỡng, và hôm nay chúng con tạm thời được gọi là bước vào một bước trưởng thành hơn. Chúng con đã nỗ lực để trở thành một cuộc Silista, là người công đồ của Chúa ở giữa môi trường chúng con sống, và để chia sẻ những tâm tình, của những tâm tư, ưu tư của Đức Cha về việc loan báo tin mừng, đặc biệt là làm sao cho những người nước ngoài nhận được và biết Chúa Kitô. Anh em phong trào của Silo của chúng con cũng nỗ lực làm sao để rồi mình trở thành chứng nhân này. Và đây là kết quả 10 năm chúng con thành kính nhân Đức Cha. Nó còn non trẻ, còn thiếu sót, nhưng đây cũng là một dấu chứng để thấy được rằng giáo dân của Đức Cha, con chiên của Đức Cha cũng đang từng bước trưởng thành để trở thành những công đồ giáo dân đích thực. Chúng con cũng cố gắng hết sức để cho Đức Cha cảm thấy an tâm về phong trào sinh hoạt của phong trào của Silo, và Đức Cha có thể gửi gắm cho chúng con sự tin tưởng để chúng con thực sự cùng với Đức Cha làm cho dân Chúa được cả sáng và giữa đời. Một lần nữa chúng con hân hoan đón chào Đức Cha, và chúng con xin được báo cáo Đức Cha sinh hoạt 10 năm của chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn anh chị em phong trào Silo của các giáo phận đang hiện diện nơi đây, cũng như anh chị em của giáo phận Phú Cường, chúng ta xung họp nơi đây trong dịp mừng kỷ niệm 10 năm thành lập, 10 năm hình thành, phát triển và sống tinh thần của phong trào Silo, một lối mở ra cho các tâm hồn hướng về Chúa, hướng về giáo hội, hướng về việc chia sẻ sứ mệnh của giáo hội trong việc sống và làm chứng nhân cho tin mừng. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì những thành quả mà chúng ta đã được Chúa thương dẫn dắt ban ơn. Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta ngày càng sát tiến hơn vào tình thương của Chúa nữa, để chúng ta có những cái kinh nghiệm mới mẻ, có những kinh nghiệm phong phú hơn, và có thể làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa đời một cách hiệu quả, cách dồi dào phong phú như lòng Thiên Chúa ước mong, và như biết bao tâm hồn của con cái Chúa đang
chờ đợi đang cần sự nâng đỡ của chúng ta. Với những tâm tình ấy, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối mọi lỗi lầm thiếu sót của mình và này xin Chúa thứ tha để chúng ta được bớt bất xứng để dân thánh lễ tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con đã xô phạm lên Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn Chúa đổ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.
đến muôn đời.